Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite đi mình. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì mình chơi Blastoise anh em ạ, Blastoise siêu đam luôn. Nhưng mà team mình thì hơi rén ấy. Team mẹ nhìn có bị hơi rén anh em ạ. Toàn là đam vật lý không à, sợ thế. Ôi gì ra xe và áp so à. Các fan đi đường ra sớm các fan. Pha này mình có bùa là ăn được anh em ạ. Ngáo này ngáo này. Ngáo này ngáo. Ê. Dở ghê, pha nó vứt tóc biến không kịp luôn ấy. Mình thấy mình chụp cái tóc biến rồi. Mình thấy mình chụp một cái tóc biến rồi nhưng vẫn không lướt được. Qua đấy mà rước lướt được thì đẹp. Đi đâu bắt bắt một thôi, mình trâu lắm. Tại chắc tướng của con này nó trâu rồi ấy, nên mình lên hai món đam một món thủ anh em ạ. Ngồi xong tắt điện luôn. Khó á, con cá nó lên cover kịp quá anh em ạ, lên cover kịp lúc quá mà. Ma cây mi nặng máu, tính đi về không có chuyện đó đâu bạn ơi. Có áp sò đâu đây nè, dưới à. Ném câu ok này, một tí nữa lên được cấp. Còn 3 cầu với 30 cầu rồi. Ném đi bạn ơi. Rồi tuyệt vời. Nó phải thuế chứ lì. Thôi mình xuống cây dưới mình đấm nhau bạn ơi. Thì em có một con hàng đi đấm nhau thế này mà lại đi cứ chen không được. What the. Xuống cây dưới cái hết người luôn anh em ạ. Đi chỗ khác cho anh em mình ném coi. Chỗ người ta đang ném cầu vào phá đám. Mình xin lên cấp 7 cái. Chạy đâu nữa, ra đây áp so. Áp so what the hell. Lướt nhanh đấy. Người đây ninja này. Mới thấy nó bụi mà ta. Lên luôn, đúng rồi. Ok anh em ơi. Một bốn. Lên hai món đa mà không một bốn trời. Vãi con người đi ninja. Báo thế phèn. Báo thế phèn. Mình đọc hai kiểu đẩy, mình đẩy vào tường là chỉ có nước là lên bảng rồi anh em ạ. Đi chỗ khác cho trụ vào. Đẩy thế cơ mà. Đẩy thế sao mà đỡ được. Kiểu này chắc hèn quá. Mình nghĩ kiểu này chắc 5 phút sau thì mình hèn quá anh em ạ. Lì. Chạy. 36 kế chạy quá là thử sách.
Thề không chạy được luôn. Một bấm một đập. Phải nhả nhả cho tên mẹ một ký chứ. Chứ ép quá tìm mẹ hàng sao. Nói chứ tại tìm mẹ full, full đang vật lý ấy. Nên giờ sau thì mẹ đánh hơi cháy đấy. Ôi, vô nào mặc lấy gặp con gala kêu nó quả. Nó quả nét người cho mình cái chợ mà căng thế bạn. Áp so vào những người bạn này. Áp so vào những người bạn này. Sau rồi những người bạn chạy 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 chạy. Ui, mày quá vẫn chạy được. Tham lam là phải chạy giá nha, tham lam là phải chạy giá nha. Tham lam là phải chạy giá nha mấy bạn. Bạn muốn ăn tôi. Mới một pha BK và đấy UNT còn 397% mình đang chờ ấy. Chờ hồi phép là quất luôn. Rồi xong. Mình vào là mình xác định luôn rồi anh em ạ. Tại vì mình vào nhà tay mạng ấy nên đông quá. Còn một phút ấy nữa là Rayvia ra là mình hồi được ulti, tí nữa mình đấm tiếp ngon cơm luôn, lên được 78 rồi. Úi trời ơi, để mình đâu nữa chạy xa thế, lùi gì mà xa thế. Ôi trời. Qua đây. Ăn kìa bông. Không có đam. Có mấy ông này sao mà đam được. Ấy à. Rayvia. Mê hoại thế. Thế mà lắc mắt con Rayvia kìa. Một phút sai lầm mà đi luôn cái tem anh em ạ. Một anh yêu mất hiệu ứng này. Thủ đi, đép đi. Ui, đồng thế. Được rồi đây. Không ném được, đông quá. Nó thủ cứng quá anh em ạ. Tính vào ném, biết đâu gỡ gạt được. Ui, ném được rồi, hay quá. Chạm cầu ngon. Quá tuyệt vời. Bên ngoài em ơi, bên ngoài. Nha. Đẩy được sống vào nữa. Cho anh em ơi, cho nó đúng rồi. Đúng rồi, phải thế chứ. Này thì chạy với chúng tôi. Chắc win anh em ạ, tại do giờ đầu team mình ném cầu khá nhiều ấy. Team mình ép lên ném cầu khá nhiều nên win ấy.
Mất con Raivia thì mẹ ném cũng không có được mấy người đâu. Ok, vẫn win anh em ơi, mặc dù mất Raivia nhưng vẫn win. Được 86 điểm, 7 kill chợ 11 khá xanh. Ok, chào anh em nhé.